Tao bỏ ra. Lần đây đừng chối nhá. Này, tao không ăn cắp, tao đến đây đến cái đèn xin nhan. Không mày thì ai tao à? Tao mày. À đấy, Pu làm chứng cho tôi nhá. Từ bé đến lớn tao không biết ăn cắp là gì cả. Nhà tao thiếu đếch gì tiền hả? Thằng Trải nó không có tiền ấy đâu ạ. Đấy, không ăn cắp mà chui vô cửa hàng làm gì? Mày vào làm gì? Tao đi lên đây, trời tối, phía cửa nó mở ra tầng này, có ánh đèn lấp ló, có tiếng động bên trong. Tao tưởng có người xấu thì tao đi vào. Thì tự nhiên mày đánh tao. Đèn mở lên thì thấy mọi người vây quanh rồi lôi tao ra đây. Hết. Cháu thấy gần đấy có nhiều sự việc bất ổn lắm. Tốt nhất là báo công an về bác ạ. Này, gọi công an làm gì? Bình thường mà. Cũng may là cửa hàng chưa mất mát gì cháu ạ. Bác nghĩ là chưa phải phiền đến công an đâu. Sao được bác? Rõ ràng mở cửa ra, thấy thằng Trại ở trỏng mà. Cái này ý gì đấy hả? Không nghe thế à? Nó bảo là cửa mở, nó chỉ tò mò đi vào thôi. Nhìn cái gì? Còn cô nữa. Tự nhiên báo công an để làm gì? Xong rồi người ta vào đây gọi người này người kia truy vấn, phiền ra ấy. Mấy giờ rồi? Có thể là do bác bất cẩn, quên chưa khóa cửa, cho nên mới xảy ra cơ sự như này. Đúng rồi, bất cẩn thôi. Thôi, may là chưa mất mát gì. Mọi người về nghỉ đi. Cả cháu nữa. Bác cảm ơn, cháu về nghỉ đi. Vâng. Chả hiểu mắt mũi thế nào bảo thằng này điên cắp. Người thằng này lướt qua thôi, tỏa đây mùi tiền. À mà này, kiểm tra xem đúng đèn chưa, có gì cần đi đổi. Ok. Ok ạ. Ra đường thì bị đánh ngoan, về nhà thì mày đạp nguyên cái dép vào mồm tao. Mày thích chết à ta? Không, tao đạp con chuột. Vô khỉ cái nhà, tao thả chấp nhận nữa, nhà có ma còn hơn là nguyên một gia tộc nhà chuột như này. Ông thích thì tự cầm tiền ra ngoài mà thuê riêng đi. Nhưng mà tao làm gì? Im. Thì im. Nhà lắm muỗi thế. Trời ơi, mặt mày làm sao đấy? Mặt ngã xe à? Mày điên. Hay là mày bị thằng nào đấm đúng không? Thằng nào đấm mày? Làm sao? Tao. Mày bị điên à? Thằng nào đấm được tao? Mà mày nhìn tao giống sắp chết lắm à? À, giống thật. Nhưng mà tao sắp chết đói. Nhà có gì ăn không? Có luôn, rất nhiều. Mày ăn cái gì? Chuột nhá? Hay là rán nhá? Trên tường có mấy con thạch sùng này. Thậm chí nhá, thêm cả mấy con muỗi nữa luôn, cho cẩn thận. Của mày tất. Chạy ra ngoài kiếm hộ tao xem có gì ăn không? Đói quá. Đi chỗ qua xe. Ăn cái gì? Gì cũng được. Trời ơi, không có món gì gọi là gì cũng được cả. Mày cứ chạy ra ngoài kia, cái gì gần nhất thì cứ mua về thôi. Thế mà cũng hỏi. Được rồi nhá. Tao mua về mày không ăn đấy là nhét thạch sùng vào mồm mày. Mày thích nhét thạch sùng vào mồm tao không? Ma vẩn. Cái nhà này nhà mày à? Suốt ngày mò qua đây vậy? Không ăn cắp mà chui vô cửa hàng làm gì? Mấy đứa con gái bên Pu trọ gớm mặt lắm. Pu cẩn thận, có gì báo ngay. Trải ứng cứu. Hãy
Em làm cái chí rồi nhớ. Đốt phong long. Dạo này xui quá à. Ai bay cho em đốt phong long bằng bô kết? Sao chị nhìn em? Tại mày nhột thôi. Chứ mắc cái gì tao phải nhìn mày. Thôi thôi thôi. Đưa đây mà. Như, đi ngủ đi. Chị ơi, an ninh an toàn cỡ này sao mà em dám ngủ nổi à? Cái thằng hôm nay là bạn của con Pu á. Nhiều khi nó xin nhan thằng đó trước. Chị đừng có mà ngậm máu phun người. Ta không có muốn đặt điều, nhưng mà cái việc nó ngủ qua đêm ở đây, xong rồi còn vô tình phát hiện ra cửa chưa khóa, có đáng nghi không? Vấn đề là thằng Trải nó sợ ma. Nó sang gần em thì nó nghĩ là em có bùa thôi mà. Đó đó đó. Cái việc mày giấu giấu giếm giếm cái bùa thì cũng nên coi lại á. Em để ở trong ba lô chứ em không giấu. Để trong cái ngăn bí mật mà nó không giấu thì là gì? Chắc chắn chị lục ba lô của em. Lục cái gì mà lục? Nó rớt ra ngoài bàn á. Thôi, hai đứa không cài nhau nữa. Buồn rồi. Có chuyên trí thì để mái giải quyết. Muốn không ai biết đấy thì tốt nhất đừng có làm.